với video ngày hôm nay thì chuyển tiếp tục đi sửa tivi các bạn nhé. Và các bạn xem ạ, một con Samsung nào. Một con Samsung 43K5500 5500AK các bạn. Và con này thì có hiện tượng, sau khi mà mình cắm điện vào thì có hiện tượng hỏng nét màn hình. Vâng, thì với những con TV Samsung mà model mỏng, viền mỏng như thế này thì mình thấy rất hay trục trặc về vấn đề bóng nét màn hình hay bị hỏng các bạn ạ. Vâng, và bây giờ tôi sẽ cắm hiện tượng vào, cắm TV vào và tôi sẽ cho các bạn xem hiện tượng con này nó hỏng nét kiểu gì các bạn nhé. Một con TV rất là mỏng các bạn ạ. Và con này rất là phải các bạn mở thì các bạn rất cẩn thận, không thì nó sẽ bị vỡ ngay các bạn ạ. Rồi bây giờ chuyển cho mặt TV lên. Vâng, và các bạn xem đã có chữ khởi động Smart TV. Vâng, và các bạn xem ạ, ở phía dưới màn hình này thì rất là tối nhé các bạn nhé. Ở trên này thì bình thường này, từ đây hất lên thì bình thường, và đây rất là tối. Tăng âm này. Đấy các bạn xem, đây ở trên này thì bình thường, và các bạn xem ở trên thì bình thường, thì ở dưới này tối này, kênh tối thui. Đấy, thì với con hiện tượng hỏng nét của con này thì xử lý kiểu gì, và xử lý sao cho TV khách hàng chạy cho nó bền, thì clip hôm nay thì mình sẽ trước tiên thì mình sẽ phải mở con TV này ra. Mình sẽ mở con TV này ra và mình sẽ kiểm tra bộ nét màn hình xem là nó bị hỏng nhiều hay hỏng ít, để tính đến góc độ nên sửa bộ nét này hay là mình phải thay một cái bộ nét mới. Đấy, thì các bạn xem những cái video của Chuyển, các bạn thấy hay tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo và chia sẻ những clip này để người thân của các bạn cùng biết. Rồi, và các bạn xem những cái video này thì cũng rất là hay ở chỗ là các bạn sẽ biết được cái cách mà mình sửa như thế nào, cách mà mình mở con TV siêu mỏng ra làm sao. Và mình sẽ cắm điện vào thì các bạn sẽ biết được. Cắm điện vào thì cái khu vực nào nó tối thì chính là khu vực nó đang hỏng này. Tôi cắm điện vào và tôi thử để các bạn xem. Rồi, ok. Khi mà chuyển cắm điện vào ấy thì các bạn xem ạ, cái thanh nét nó chỉ sáng được một nửa thôi các bạn nhé. Một nửa trên nó sáng thì chính tỏ là cái nửa trên này nó đẹp, và nửa tối đấy, nó đang bị cháy và nó không sáng được. Đấy, thì bây giờ một là các bạn sẽ phải sửa cái nửa dưới. Còn hai, trường hợp thứ hai thì các bạn có thể thay một bộ nét mới. Với trường hợp này của mình, trường hợp này các bạn này, mình đã chuẩn bị một bộ nét rất là mới để thay cho khách hàng, để chạy cho nó đảm bảo. Mình tư vấn khách hàng rằng với những con TV nào cần phải sửa nét và với những con TV nào cần phải thay bộ nét mới. Bởi vì cái trường hợp con TV này sau khi khách hàng dùng chạy nó quá lâu rồi và nó dẫn đến hiện tượng cháy nổ. Và mình sẽ tư vấn khách hàng
thay một bộ led mới. Mặc dù cái bộ led mới so với thay thế, so với sửa chữa thì nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà cái độ bền nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và bộ led mới này thì ngoài thị trường người ta bán cũng không phải đến nỗi là quá cao. Chính vì vậy mà mình tư vấn khách hàng nên thay một bộ led mới. Nên thay bộ led mới các bạn. Đây. Và mình đã chuẩn bị sẵn một cái bộ led mới mà mình đặt ở trên hãng về. Đấy, đặt trên hãng, người ta gửi về cho anh, cho mình. Đấy. Bây giờ thì thao tác của mình bây giờ rất là đơn giản thôi. Mình sẽ phải gỡ những cái mình gỡ cái bộ led này ra và mình thay bộ led mới vào cho khách hàng. Để TV khách hàng chạy bền, khách hàng sẽ yên tâm hơn các bạn ạ. Đấy. Vâng, và các bạn xem, sau khi mình đã tháo được cái thanh led của nó ra thì các bạn xem ạ, cái hiện tượng là cháy nổ đấy ạ. Đấy, con linh kiện nó cháy này, nó cháy, nó nổ toang ra. Đấy, cho nên cái hàng dưới này nó sẽ không sáng được. Và mình đã có một cái thanh led mới cứng đây, mới cứng đây. Thì bây giờ mình sẽ nắp vào. Mình sẽ nắp vào bằng cách mình nột cái lớp keo này ra các bạn này. Đấy, thanh led mới nó phải như này các bạn nhé, nó cái lớp keo này, và mình dán vào đúng cái vị trí, đúng vị trí các bạn phải dán thật chuẩn của mình, đúng cái vị trí mà các bạn vừa gỡ cái thanh led cũ ra, thanh led ở trong máy ra, các bạn phải dán đúng chuẩn rồi các bạn nhé. Đây ạ, mình gắn rất là chuẩn đấy ạ. Đây các bạn xem. Đấy, cái riêng một con TV siêu mỏng như thế này thì các bạn mở ra như thế nào thì các bạn phải đóng vào như vậy. Đây. Rồi, sau khi mà mình đã gắn xong rất là chuẩn cái bộ led này vào rồi thì cái nhiệm vụ còn lại của mình sẽ phải thử xem nó sáng chưa. Các bạn xem ạ. Rồi. Và thanh led mới thì không có lý do gì mà không sáng, đúng không các bạn? Không có lý do gì mà thanh led của mình khi mà thay vào nó sẽ không sáng. Rồi. Đấy, vậy là mình đã thay một led thành công. Còn các trường hợp của con TV này, tin này. Tại sao mà mình không sửa cái bộ led đấy? Bởi vì trong quá trình mình sửa chữa những cái bộ led như thế này mà nó lại cháy nổ nhiều hơn này thì thường là các bạn thay cái nhân led khác vào, nó chạy nó không bền. Chính vì vậy từng cái model mà mình sẽ sửa chữa cho khách và từng model mà mình sẽ tư vấn khách hàng để khách hàng thay một bộ led mới các bạn ạ. Đấy, thì chạy nó vừa bền, có thể khách hàng có thể trả các bạn chi phí cao hơn một chút so với các bạn sửa, nhưng mà người ta sẽ hàng khi mà sửa xong một TV để khách hàng chạy bền thì mình thấy khách hàng sẽ hài lòng hơn là các bạn mới sửa mà nó đã bị trục trặc. Bởi vì khách hàng người ta có biết đâu, người ta chỉ biết dùng thôi các bạn ạ. Vì vậy mà mình khuyên các bạn nhận một cái sản phẩm TV của khách hàng thì tùy thuộc theo cái độ bền, tuổi thọ của TV để các bạn tư vấn làm sao cho khách hàng nên thay một bộ led mới hay là khách hàng sửa bộ led các bạn nhé. Đấy, cái này nó phụ thuộc vào kỹ thuật của các bạn, phụ thuộc vào cái trong quá trình các bạn sửa chữa các bạn tư vấn làm sao cho nó đúng thì khách hàng sẽ nghe các bạn ngay. Và sau khi mình đã đóng nắp thành công rồi thì mình sẽ nắp vị trí loa. Vị trí của nó. Đấy, các bạn xem. Rất là đơn giản đúng không ạ? Quan trọng là mình phát hiện ra bệnh, sửa bệnh và xử lý làm sao cho nó tốt, xử lý triệt để thì nó rất là suôn sẻ các bạn. Đấy. Và mình sẽ cắm lại cả những cái rắc. Trường hợp này thì TV thay nét màn hình và các bộ phận bo mạch không hỏng, vì vậy mà mình sẽ không đụng đến.
Rồi. Đấy. Vậy là mình đã thành công. Bây giờ mình sẽ lắp. Lắp phần TV vào. Và mình sẽ thử. Phần cuối. Khi mình sẽ trả cho khách hàng các bạn. Xem. Tuần nãy nhá, không có một tí ốc nào các bạn. Tuần nãy là các bạn này. Đấy. Và sau khi mà mình lắp chuẩn đấy, lắp đúng kỹ thuật thì các bạn ấn nhẹ vào thì tự động nó cũng sẽ vào thôi. Ok. Vậy là chuyển đã đóng lắp thành công. Và cũng bây giờ ngửa TV này lên. Ngửa TV này lên và mình cắm điện. Rồi, bây giờ tôi sẽ ngửa TV này lên và tôi sẽ cắm điện vào. Mình sẽ thử cho các bạn xem. Rồi, đã xuất hiện smart TV đúng không ạ? Và các bạn xem lúc mà mình đã sửa xong thì hiện tượng nó có khác không ạ? Các bạn xem nhá. Rồi, sáng trưng lên rồi đúng không ạ? Đấy, cái lúc mà đây các bạn xem. Rất là sáng rồi ạ. Đấy, cái lúc mà mình chưa sửa thì ở dưới này nó tối thui và trên này nó sáng. Nhưng mà giờ sau khi mà mình sửa xong thì tất cả đã đều sáng bình thường. Đã sáng bình thường đúng không ạ? Đấy. Thì hôm nay mình làm một cái clip sửa chữa TV net các bạn nhé. Đấy, lúc vừa rồi cái kênh này nó tối thui thì bây giờ nó cũng đã sáng đều và toàn màn hình đã sáng đều các bạn nhé. Và với video này cũng như mình thay bộ net màn hình, thực ra cái net màn hình này là mình sửa được, cái net này mình sửa được nhưng mà chạy nó không được bền, chính vì vậy mà mình tư vấn với khách hàng thay bộ net mới, mặc dù bộ net mới thì nó không phải là quá đắt tiền và chạy nó đảm bảo các bạn ạ. Đấy, thì với trường hợp nào mình có thể mình sửa và với trường hợp nào mình có thể tư vấn thay mới. Ok, vậy hôm nay tôi xin tạm dừng cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn hãy đăng ký kênh và chuông báo để theo dõi video mới nhất các bạn nhé.